hai cái con này chủ ấy nè. Cô kêu khai nước vô để cho đất nó bớt dẻo các bạn. Rồi sao nó nhả được mà nó bị lún rồi á. Tại mấy trăm lẻ của cô đang bị lún nè. Ờ, phải lội xuống nha các bạn ơi, quá nóng lòng ha. Quá lúng nè. Quá trời mạnh nha. Máy nó đội hàm các bạn, giờ chắc móc quá. Đang khui nước vô nè. Rồi, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì chia sẻ máy DC 105m nha các bạn. Đang thu hoạch lúa cuối vụ luôn các bạn ơi. Đây còn mấy miếng nữa thì xong vụ này các bạn. Máy 105 này thì cũng gần ở khu đồng rồi các bạn ơi, ở vùng miền nè. Máy DC 70 các bạn, bên kia cắt gần xong rồi. Rồi con chuột con chạy. Chỗ này nè, giặt này dài cái lúng chân nè. Dạ, cái đập đó dễ dễ khai mà. Có đường mương các bạn nếu. Rồi cái cô này chủ ấy nè. Cô kêu khai nước. Tại mấy trăm lẻ của cô đang bị lúng nè. Rồi giờ kéo lầy các bạn. Ồ, máy đã bị sập ngay đường mương các bạn. Dạ, cái đập đó dễ dễ khai mà. Có đường mương các bạn nếu. Rồi, cái cô này chủ ấy nè. Cô kêu khai nước vô để cho đất nó bớt dẻo các bạn. Rồi sao nó nhả được mà nó bị lún rồi á. Tại mấy trăm lẻ của cô đang bị lún nè. Khai nước không có bằng cái hàng nặng lên mà dẻo nhẹo rồi khai nước vô còn không được nữa. Rồi giờ kéo lầy các bạn. Rồi máy đã bị sập ngay đường mương các bạn. Sau là chia sẻ của cô thì của cô luôn, chỉ là 2 kg thôi. Cô chủ máy này thì 2 cây 70. Thì còn cây 70 và cây 100 các bạn, xin lỗi nha. Thì hồi sáng thì cho máy 70 lên trước các cỡ cái khúc trên gò các bạn, rồi ở dưới đây thì cũng như mấy miếng cặp lộ các bạn, cặp cái bờ kinh như miếng biển nó lúng ha. Thì cho máy 100 xuống các bạn, có gì thì hỗ trợ nhau mà cắt cơ sông. Hiện giờ thì máy 100 bị về đất dẻo quá thì nó lúng các bạn. Rồi máy 70 kéo lên ha. Vô cái bánh xích của mấy 100 cho nó nhả sình nha các bạn, bớt dẻo hơn, bớt lầy nha, nó nhả bánh nha, nhả sình nha, dễ kéo hơn các bạn.
Rồi giờ tiếp tục bắt xích kéo thì các bạn hồi nãy kéo máy lên có hơn nữa à. Chỗ máy 70 nó đã lầy rồi, hiện giờ máy 70 di chuyển ra cái nền khác đó. Này như bữa nay cắt ở đây xong mới cắt đầu nữa con. Quá gắt các bạn. Rồi vô thêm chiếc máy kéo nữa dịch. Sao không rồi, miếng rồi cái này hai chiếc nó ốp lại là rồi. Ừ, miếng rồi cái này hai chiếc nó ốp lại là rồi. Giờ đổi rồi, chiếc máy kéo chạy lại hỗ trợ mấy trăm lẻ các bạn ơi. Bỏ một cái cũng được, người ta đâu dám lãnh hai nữa. Tao không có lãnh hai nữa chứ. Có mấy người nói em chồng ra đây nè. Lãnh hai, hồi nãy giờ người ta kêu mà không có lãnh. Rồi chàng sao, gọi này cắt khương hết đi. Máy kéo kéo luôn các bạn ơi. Quá trời có. Rồi bắt đầu gạch nữa các bạn. Quá kịch tính này các bạn ơi. Rồi sau khi đã di chuyển chiếc máy 70 và chiếc máy kéo qua cái góc này thì bây giờ tiếp tục gắn xích vô để kéo. Rồi bắt đầu kéo các bạn ơi. Cô chủ máy đứng ngồi không yên luôn các bạn, máy kéo cái này tổn lắm nha. Ôi trời, mày phải giặt vài cái lên nổi luôn. Ba la rồi các bạn ơi. Rồi phải lội xuống nha các bạn ơi, quá nóng lòng ha. Quá lúng rồi. Rồi tiếp tục máy 70 gịch nha các bạn ơi.
Rồi tiếp tục kéo nữa các bạn ơi. Cô vũ máy bà nóng ruột dữ rồi các bạn. Vô bạn biết trước chặn hết trơn rồi đó mà đủ mà giữ cho còn ba bị sợ cái gốc trên nó lúng nó kìa lên trên cảnh chỉ cái máy 70 kia nó chạy ở dưới lộ dòm xuống cái này ổng tới rồi hồi nãy lội ra lại sợ lội lại chỉ nó rồi đó kêu nó đụng bỏ một lao mới đường mương đi chạy vụ này đa số nó xề lại xề cái đó không đó. Rồi tiếp tục kéo nữa nha các bạn vụt xích này. Rồi giờ máy kéo chạy bên kia, còn chiếc DC70 vô gắn xích cần kéo máy 100 các bạn. Trực tiếp là máy 70 ha. Thấy lúng nhẹ cũng xử lý rất là lâu chưa được các bạn. Chảy vô cái bánh xích máy 100 này các bạn. Nó máy nhảy vô các bạn, không chiếc máy kéo nè. Đội hàm các bạn, giờ chắc móc quá. Đang khui nước vô nè. Cô chủ máy cũng lội theo ha. Cô chủ máy lội vô các bạn ơi.